rồi thánh đi đâu nữa rồi, nó bao đi buồn kia rồi, tính cuốn đồ đi rồi, cuốn đồ đi nữa đem thẹn với quăng đầu tôi á. Nó lại đem thẹn với nó quăng cái đầu tôi ăn sang á, nó mơ nó qua qua đầu tôi nè. Còn chỗ chưa cạo cha ơi, cạo luôn đi. Còn gì đó lấy dao đâm vô chết luôn nghe. Thì được, mở miệng ra là quân tử mấy không. Còn nói mà đụ má sụt xà qua mặt. Đập luôn rồi, đập luôn hông ơi. Dứt đồng hồ ơi. Lo ấy cho mà làm kỳ hả? Tức á, dụng tức chứ gọi là đồng hồ này ngày xưa, ngày xưa của bạn ta cho, tự nhiên bạn cho ông tức quá, ông tiễn đi luôn rồi. Quên, nghĩa là anh nói là cái người mà cho đồng hồ này người ta không đòi lại. Người tí hổng không đòi cái phát ông đập luôn. Cái người kia okay. Cho cái này mà đòi lại, cho nên là tức cái người cho mà ta không đòi. Rồi cái gì? Rồi nát luôn rồi. Ừ rồi. Văn cốt cho rồi. Thấy sao? Khóc rồi. Giờ thấy cái đồng hồ bể vậy. Đồng hồ này vô tội luôn, không liên quan luôn á. Cơm nước chưa ăn xong nữa. Bữa cơm chưa ăn được miếng nữa. Cái đầu nào quý giá tôi lại xuống sông luôn đấy chứ, cái này bà tôi cái đồng hồ không. Thôi Dũng ơi đừng có làm gì ông nội ơi, đụ dậu. Bớt nóng đi anh ơi. Nóng quá ông dài đó. Cái đụ này đụ má nó bao nhiêu tiền mà mua chuột cơ lại. Đâu còn đó mà gia đình mà cứ xào xáo hoài đó. Lẩm lê chị Dũng, chị Huệ. Mới vui vẻ sáng nấu đồ ăn cười há há rồi giờ nữa trời. Nhà này giết như hoạt hình như đây này, phải cúng kiến đồ lại mới được rồi. Được rồi. Huệ làm mâm cơm cúng đi chị Huệ ơi. Cúng ngày qua ngày kia rồi đó, mình mới lại mình bị cúng rồi đó. Tôi chừng hôm bữa chị hứa đó, chị hứa chị nói là gia đình xuân sẻ xuống tóc qua chị không xuống tóc cho nãy đó. Đây là nhà em đẻ nuôi yên tâm chứ, con tôi đẻ mà. Hứa mà tính mà. Thì tình luôn á. Bởi mẹ đó. Thương con mà có gì đâu. Lâu lâu này mấy chục năm mới có đứa cháu mà. Rồi thánh đi đâu nữa rồi, nó bao giờ buồn kia rồi, tính cuốn đồ đi rồi. Cuốn đồ đi nữa. Đem thẹn với quăng đầu tôi á. Nó lại đem thẹn với nó quăng cái đầu tôi ăn sang á. Nó làm ơn nó quơ quơ đầu tôi vậy nè. Hồi nãy xuống đây luôn hả? Quay clip à, clip ha. Tôi cho đeo bông dưới ăn quà đó. Anh Dũng qua đây chút xíu qua đây, em hỏi thăm cho rồi cái chuyện qua đây là anh Dũng. Đó, một lần luôn cho rồi đi anh Dũng ơi. Đây nè. Anh Dũng bớt căng thẳng đi, hút thuốc đi anh Dũng. Nó một lần một cho rồi đi. Tiền lắm á vậy. Anh Dũng là có tôi cũng xài mà có tôi cũng xài vậy. Anh Dũng làm được ha. Đúng vậy anh cũng được. Ai cần tiền có ống, người cần tiền ai. Đưa quà cũng sống được, ai cần tiền có ai. Thương cho thôi đậu hoài, nó này nó kia hoài. Mấy ngày qua em cho anh ảnh đó, 200 ngàn. Em 200 ngàn. Nhưng mà chị vui không? Cái đó chị vui không? Vui chứ. Ừ. Mà nó mà ông bà mà. Thôi nha, đừng có quậy nữa nha. Tức là chị Huệ nói mình cho không có chuyện. Thôi đừng khóc nghe Thắm, giữ gìn sức khỏe nha. Trời ơi, khóc Thắm luôn hả? Trời khóc luôn kìa. Ôi ơi. Làm nhỏ sợ quá bỏ đi ra luôn nữa. Gì nữa vậy? Cái gì nữa rồi? Con vô đập lu gạo nó thấy gì trời. Đàn của em bé mà gặp cứ gặp chuyện buồn hoài. Thắm đừng có buồn nữa nha. Buồn hoài em bé không tốt đâu. Quay nữa. Tới nữa là gì rồi. Bớt buồn lại đi, đừng có khóc nữa. Anh đang làm gì không vậy? Nó có được bao nhiêu tiền mà nó đẻ hết rồi anh. Thằng sinh đó tiền nữa đâu, cái đem cho ai ra cho đừng quên cái mặt tôi được rồi. Kêu thích á, nó kêu thích
kêu tên anh không? Em té lấy ra là cái ông không đã kêu tên tôi luôn nè, nó hôm qua quê chứ mà Dũng là cho Dũng quê luôn. Vậy hả, nói vậy luôn hả? Ờ. Dũng luôn á. Vậy vậy. Mấy bây giờ mày không tính nè. Ồ. Chứ mày đâm nóng nãy luôn á. Bởi vậy không có lửa sao có khói ha. Chị Huệ đừng có sao mấy mình giúp người mà làm kỳ vậy? Nói thôi bây giờ mình đi em thôi. Mình đi ngủ đây sáng anh tính. Sáng ngoại tới tới luôn á. Nói cái đàn ông đó bao nhiêu tiền? Chừng 2 triệu bạc là hết lốp rồi. Anh Dũng làm dương sức mua. Nói chung là ai cho ai cho cũng quý á, ai cho mình cũng cảm ơn hết trơn mà sao mà cho xong rồi làng ngàn kỳ quá. Tỷ với mẹ nó sống đi chết lại nó lên đây nữa, tao chém nó thiệt. Rồi. Tao chém cho chết tại chỗ luôn, tao đi ở tụng được đó. Thôi nè. Ở đâu ai đâu nhỏ. Tao. Ai đâu nhỏ đâu. Ờ ai. Tại mẹ đó. Tao đừng léo hắn lên đây. Bây giờ là sửa bạn rồi làm giống với ngoại rồi, đừng quậy nữa. Đừng có lắm nữa. Đi mẹ nó chập tức rồi. Bây giờ bỏ qua. Không nói nhiều. Góp trong ly nước chị Huệ. Đây này ta thương mà có gì đâu. Bây giờ người ăn không chưa? Đã tôi nói rồi, tôi nói con hát á, giúp cho con tháng thì giúp, chứ không giúp được thì cũng dẫn cảm ơn. Không giúp được thì cảm ơn nhiều nữa. Mà nói vậy mà nó còn có làm tới hoài luôn. Chuyện chuyện hoài ha. Bây giờ người ăn không cho, mày mang những cho. Sợ luôn á. Trong năm 10 ngàn tôi đi bư vợ chứ cũng có tiền tôi xài nữa. Giác cây nước đá là đủ rồi. Hai ngớt à. Hai ngớt 10 ngàn. Hai ngớt dư rồi. Hết giờ là 4 ngàn đó. 10 ngàn cũng có ăn nữa. Hai ngớt gì quay ra. Nửa ký rồi. Hai ngớt bự hơn nhá chút coi 10 ngàn. Năm nay gì đâu, năm nay thôi giờ mấy bữa nay sẵn anh em quay anh Dũng nói giờ thôi bỏ qua cho anh Dũng rồi, đừng nói tới anh Dũng nữa, nói vô đây nè. Thả cho anh Dũng đi. Ta coi được thì ta không quay, không nói tới anh Dũng nữa. Anh Dũng mà sáng giờ đi bỏ nguyên ngày luôn á. Anh mới về là mà nghe tiếng nữa, nghe có chuyện nữa rồi. Dạ anh gửi lời qua cái mấy anh em nè, gửi qua đi. Anh gửi lời trước máy quay đi. Ừ. Không, tôi gửi lời đó là chạy qua liền đó. Thì anh cứ nói đi. Không, anh cứ nói gì bình thường thôi, anh cứ nói. Tôi gửi lời anh em, các anh em á đừng có chọc tới tôi. Tôi không chọc người khác, kiếm chuyện là có ngại ăn thôi, đó. Anh gửi lời nhẹ nhàng thôi, anh gửi này nặng ơi. Có thể có. Tôi không định động tới tôi được rồi. Ừ, đừng động chạm tới tôi, giúp được, giúp, nếu giúp anh tôi. Nếu anh giúp được thì tôi rất cảm ơn, không giúp được tôi cũng cảm ơn luôn. Chắc anh em đừng có nói động tới tôi nữa. Vậy là thôi, đó. Xá luôn, lại luôn. Lại nó không có lại. Lại luôn. Là giờ muốn bình yên thôi, không muốn gì khác hết. Rồi, vậy. Mai mốt đừng có đem anh Tuấn Kha qua nữa nha. Rồi. Giúp cho thấm thì giúp, đừng động tới anh Dũng. Tôi biết anh này là cho mua đồ cho mắm thì bạn cho mới biết bao nhiêu nói mà anh đang cho nhiều lắm. Trời ơi, bởi điện qua hôm qua mới nói anh đang cho nhiều lắm. Mà tôi xài điện thấm nào. Anh đang cho nhiều lắm á. Mắm này nè. Tại có mạnh thường quân cho riêng chứ không lấy anh đâm vô mà. Mà hãy thì nhiều bánh cho thì anh đang cho nhiều hơn á. Anh đâm vô mà không đánh chứ anh ơi. Thì có hỏi ông á. Anh đang còn đốt này nè. Mà hỏi ông cái nặng luôn á. Nó bức xúc mà. Hôm nay mình lại cho mình nó bơm nước nè. Giờ thấm đâu mất tiêu rồi kìa, mất kiếm thấm vậy thôi đi luôn rồi. Rồi thấm ăn cơm nước gì chưa chị Huệ? Chưa nãy xong ăn nó đó rồi. Anh không tin mở clip lại coi chút xíu là thôi nó lên nữa nè. Chưa thấm đem máy vô coi. Thấm đang ngồi khóc ngoài á. Khóc đầu nó bấm đi gọi kìa. Rồi đang khóc ngoài kìa. Mệt quá thằng nhỏ, không có biết gì chứ. Rồi bài. Nó đẹp anh đang vui vẻ cho tôi được rồi. Còn mấy cái tớp kia tào lao đừng có qua gặp mặt tôi nữa. Bây giờ mấy anh may thì quay đi, đừng cho anh Kha nữa. Không, em đâu có cấp được, do anh Dũng rồi à. Do anh Dũng với chị thôi. Em cũng đi quay chia sẻ thôi, còn anh kia Kha gì nữa thì quay anh Dũng tự giải quyết. Xuống đây lỡ tôi ổn ba tôi điên lên là có chuyện đó. Đừng chơi là không có chơi thôi công an, chơi là chơi thẳng luôn á. Chơi là phải đẹp ha. Nói đẹp. Bà ngoại nói lời nào khuyên ra ngoại. Mày khuyên đi. Khuyên nó nghe đâu mày. Khuyên sao ta mày không nghe. Bà ngoại khuyên là ông hất cái nồi xuống sông luôn á. Bà ngoại lên tiếng là ông hất cái nồi xuống sông hết. Thôi bà ngoại không binh lên Dũng mà. Binh gì? Binh gì được binh hết. Rồi sao ngon nữa rồi. Có đường binh không rồi.
hết tiền binh đúng không? Bệnh luôn rồi. Sáng giờ là ngoài chứng kiến. Đâu phải là tôi nhận tiền anh nãy mà tôi qua bên kia tôi ngồi tôi ăn uống gì đâu. Sáng giờ chén đồ kia tôi ăn, tôi ăn không? Ừ, không ăn bỏ ăn mà đi sáng giờ luôn mà về cũng nguyên luôn á. Mình sợ cái bệnh đó. Ôi anh Dũng lên xong chỉ thận trời luôn kìa. Bên kia tay ảnh kìa. Tôi đâu ăn có anh em đập bạc nào. Hả? Hoặc là tôi kêu anh em bao thôi. Cho ông gọi đó. Anh nhìn dùm cái đó. Cho ăn mai. Ăn quá đâu. Nó mà Dũng mà xâm bên đây cái nữa là cái thằng này kiếm bỏ đó. Được lắm á. Sống đồ mà con người biết đều chút, sống thì con người không biết đều. Sống là mai mốt chạy với ai? Đó, chuồng chùa gõ luôn rồi anh Dũng ơi, thôi Dũng ơi. Mai mốt lên lên đó, lên trên. Tôi nói anh Kha, mai mốt anh nó trời không biết đều, lên núi chạy với thủy vậy đó. Ôi chùa gõ anh Dũng ơi. Lại, lên trời trên trên chùa mà nè, Phật lớn nó chạy với thủy vậy. Chắc lên gõ rồi, gõ rồi. Gõ chuông rồi đó. Gõ chuông rồi. Được rồi đây. Rồi đó, đó cái bớt nóng ra. Làm không tốt cầm tiền qua đi vậy. Viên ổng bớt nóng đi chị Huệ ơi. Tôi đâu phải người ham tiền đâu. Bây giờ bỏ không nói nữa. Anh em là cho rồi, tôi rất cảm ơn, không cho thì thôi. Chứ đừng có nói tới, nó lưu hoài, bỏ lên gặp là tôi bảo rồi.